Thế tôi hỏi chị là dạ. Nó là con tôi hay là con chị? Dạ con ạ. Không ạ. Là con của mẹ và là chồng của con ạ. Ờ đấy, thế nó là chồng của chị chứ nó không phải là con của chị. Thế nên là chị không có quyền tra khảo nó đi đâu, làm gì và ở đâu nhá. Chị làm gì có cái quyền đấy. À, vâng, nhưng mà hồi này tại chồng con cũng cứ đi chơi với mấy bạn bè linh tinh cho nên là con khó chịu. Đấy, cứ thế không trách, cứ bảo tại sao chồng nó không gần mình, nó không yêu quý mình là đúng thôi. Cứ làm sao thế không có trách được. Cái thằng hớn nhà cô nó chán là đúng thôi nhá. Chạy đi đâu? Đúng rồi. Mày không có cái ai 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 À, phải phải xem đầu đuôi thế nào đó chứ mẹ. Đầu đuôi cái gì? Đánh con tôi như thế này, anh đừng có cậy anh to cao mà anh bắt nạt cái thằng bé nhà tôi nhá. Nó hiền lành như thế mà anh cứ bắt nạt, anh thấy bắt nạt không hả? Bác hôm nào cũng bảo con bác hiền lành. Để bây giờ cho xem nhá. Mở cửa. Mở cửa đây. Ai đây? Mở cửa đi. Ôi khiếp, toàn mùi rượu thôi. Có khiếp thì anh cũng là chồng em hiểu không? Khiếp thì gì anh cũng bế em. Anh bỏ ra, bỏ ra. Cái gì sao lại không ra cái này nhỉ? Bỏ ra, anh bỏ ra cái gì nào? Bỏ ra. Ôi giời, cái gì đây? Ôi giời. Cái gì đấy? Làm gì đấy? Làm trò gì đấy? Cái này. Cái này. Mày là ai mà mày phá chuyện tốt của vợ chồng tao? Hả? Vâng. Em làm sao? Ôi okay, này, này, thằng này, thằng này. Hả? Mày bỏ tay khỏi người vợ tao ra nhá. À. Đã say rượu rồi còn láo ạ. À. Anh ơi. Đây, bác xem cái thằng to xanh này bác nó có hiền lành không? Úi giời ơi. Dậy. Mày ngồi xuống, quỳ xuống. Mẹ! Cái gì? Sao mẹ lại đánh chồng con hả? Đánh cho nó sáng mắt ra, nhá. Mà tôi nói cho chị biết nhá. Từ nay trở đi, 24/24, chị phải quản chồng chị, xem nó đi đâu, nó làm gì, nó ăn ở đâu, nó uống ở đâu, chị phải biết nhá. Nhưng mà sao mẹ bảo con là không được quản lý chồng à? Lúc đấy khác, còn bây giờ khác, nhá. Phải quản lý nó, đây, để nó như thế này. Mày tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Rồi. Tỉnh đi vào nhà tôi dậy tiếp. Đi vào nhá. Bảo cho mày biết hết này thôi. Em có sao không? Không, mình không sao là tốt rồi. Thôi đi về. Điền. Thôi, đi về thôi. Đi về vợ.